Cựu công an xã nhiều lần cưỡng hiếp, dâm ô ba bé gái tại trụ sở lĩnh án 21 năm tù. Bị cáo Nguyễn Duy Linh, cựu thượng úy, nhiều lần hiếp dâm ô ba bé gái đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai tuyên phạt 18 năm tù. Ngày 27 tháng 6, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tuyên Nguyễn Duy Linh, 37 tuổi, ngụ xã Phú Túc, huyện Định Quán, cựu cán bộ công an xã Phú Tân, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, 18 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi và 3 năm tù tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Theo cáo trạng, đầu tháng 3 năm 2022, người nhà ba bé gái với độ tuổi tương ứng lần lượt là 13, 14 và 15 tuổi đã đến công an xã Phú Tân, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai để trình báo về việc bị chủ một tài khoản Facebook đe dọa tung các hình ảnh, video nhạy cảm của các em lên mạng. Được phân công giải quyết vụ việc, từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2022, Linh nhiều lần gặp các bé gái để làm việc. Lợi dụng các cuộc gặp mặt riêng, Linh đã dụ dỗ ba bé vào phòng nghỉ tại trụ sở công an xã Phú Tân và một số nhà nghỉ trên địa bàn huyện Định Quán, huyện Tân Phú, Đồng Nai để thực hiện hành vi cưỡng hiếp, dâm ô. Đặc biệt trong đó có lần Linh thực hiện hành vi hiếp dâm ô với hai cháu gái cùng lúc, có lần còn dùng điện thoại quay clip. Đến ngày 15 tháng 5 năm 2022, sau khi phát hiện sự việc các bé gái bị xâm hại tình dục, người thân của những nạn nhân đã trình báo sự việc cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Định Quán. Một ngày sau, Nguyễn Duy Linh đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cáo trạng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai cáo buộc Linh đã 3 lần dâm ô với bé gái 15 tuổi, 5 lần hiếp dâm bé gái 14 tuổi và 4 lần hiếp dâm bé gái 13 tuổi. Phía gia đình Linh sau đó đã bồi thường số tiền mỗi gia đình bị hại là 20 triệu đồng. Về dân sự, gia đình Nguyễn Duy Linh đã bồi thường cho mỗi gia đình bị hại là 20 triệu đồng. Đại diện hợp pháp của ba cháu không yêu cầu gì khác và làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Linh.